Thưa quý vị, lúa gạo là ngành sản xuất truyền thống và quan trọng của Việt Nam, tạo ra sinh kế cho hàng chục triệu nông dân trên cả nước, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và là một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Trong đó, khu vực đồng bằng sông Hồng là một trong hai nguồn cung lúa gạo chính của Việt Nam, với lượng cung từ 6,5 đến 6,8 triệu tấn một năm, chỉ sau khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong bối cảnh hạn chế về diện tích sản xuất, hiện nay các địa phương khu vực đồng bằng sông Hồng xác định phải nâng cao chất lượng, trong đó thì đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất lúa gạo để tăng năng suất, từ đó tăng giá trị cho hạt gạo khu vực này. Ngoài thị trường trong nước, doanh nghiệp này đang hướng đến mục tiêu xuất khẩu gạo sang châu Âu và châu Mỹ. Để đáp ứng được tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu, ngoài việc nâng cao chất lượng, thì việc đầu tư trang thiết bị để nâng công suất chế biến đóng vai trò quan trọng. Theo doanh nghiệp này, việc ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất lúa gạo vừa giúp giảm sức lao động, vừa giảm chi phí sản xuất, vừa tăng năng suất và giá trị cho sản phẩm đến 30%, và hơn hết là đáp ứng được yêu cầu của các thị trường xuất khẩu về cả chất và lượng. Công nghệ đã giải quyết được tất cả những bài toán về nhân lực. Đấy, đặc biệt nữa là trong quá trình chúng tôi sấy lúa tươi, thì bà con đã đưa về tập trung, nên là cái việc phơi sấy nó không trở thành cấp bách nữa. Đấy, chúng tôi là chính vì vậy nên cái chuỗi chúng tôi là cũng hưởng lợi từ cái công nghệ trong áp dụng trong nông nghiệp. Theo các chuyên gia, khoa học công nghệ thực sự là giải pháp then chốt giúp tối ưu hóa quá trình sản xuất, từ đó tạo ra sản phẩm chất lượng với năng suất cao ngay cả trong những điều kiện bất lợi. Tuy nhiên, việc ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất lúa gạo tại khu vực đồng bằng sông Hồng vẫn đang gặp nhiều bất cập về vùng trồng hay kinh phí đầu tư. Diện tích của đồng bằng sông Hồng, nói chung là miền Bắc, nó manh mún, nó nhỏ lẻ, nên là khi mà làm như thế thì cái hiệu quả nó không cao và nó mang tính chất là không ai dám đầu tư. Thế thì nó có những cái gọi là quy lại đất đai cho nó thành cái vùng và thành thửa lớn thì sẽ núp quy với Nam được. Còn nếu như bây giờ mà cứ để manh mún như thế này thì tôi cho rằng không thể làm được, mà có làm hiệu quả không cao. Là cũng hỗ trợ các cái thiết bị, ví dụ như là máy làm đất hoặc là cái máy thiết bị bay không người lái, thì hỗ trợ 50% nhưng không quá 150 triệu một cái mô hình. Cái thứ ba là hỗ trợ một số mô hình liên kết về cái máy sấy để giúp cho các cái doanh nghiệp hoặc các cái cơ sở có thể đảm nhận được cái mô hình với quy mô sản xuất cánh đồng lớn thuận lợi hơn. Theo đề án tái cơ cấu ngành lúa gạo Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, vùng đồng bằng sông Hồng được xem là vựa lúa phía Bắc chuyên sản xuất các loại gạo đặc sản, gạo chất lượng cao để phục vụ cho thị trường nội địa, bao gồm thị trường lớn là Hà Nội và các đô thị trong vùng, hướng tới xuất khẩu. Do đó, việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất lúa gạo sẽ là hướng đi hiệu quả để đạt được mục tiêu trên.